Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo liên kết link trong Word. Đầu tiên là tạo liên kết trong Word đến một file khác hoặc một trang web. Thì có thể tạo liên kết, ta sẽ bôi đen đoạn chữ cần gắn liên kết, sau đó ấn chuột phải và chọn hyperlink. Thì ở đây ta sẽ chọn existing file or web page, và sau đó ta sẽ tìm và chọn một file mà ta cần liên kết. Nếu muốn truy cập thì ta sẽ ấn phím Ctrl và chuột phải vào liên kết vừa tạo, và nó sẽ hiển thị file Word khác như ta thấy ở đây. Thì ta có thể liên kết với hình ảnh, clip hoặc bất kỳ file nào khác có trong máy. Cách làm như ở ví dụ trên. Ở đây ta sẽ liên kết với một bức hình và sau đó ta sẽ ấn vào để xem file hình mà ta vừa chọn. Và ta cũng có một liên kết với một trang web mà ta chỉ định. Ta sẽ nhập địa chỉ trang web ở phần address. Và lưu ý là trang web phải gõ HTTPS đầu tiên để Word hiểu địa chỉ mà ta vừa nhập là một trang web. Trường hợp tiếp theo là tạo liên kết trong Word đến vị trí bất kỳ ở cùng file. Thì ở đây ta chọn hyperlink và chọn place in this document. Thì ở đây ta sẽ tạo sẵn tiêu đề trong file Word này và chọn nó. Thì khi ta ấn vào liên kết, nó sẽ tự động nhảy tới tiêu đề có trong file Word này mà ta đã chỉ định. Tiếp đến là tạo liên kết trong Word đến một file mới sẽ được tạo. Ta cũng sẽ chọn hyperlink. Và sau đó ta sẽ ấn chọn Create New Document và ta sẽ đặt tên cho file mới ở phần Name of New Document. Ta có thể chọn đường dẫn để lưu file mới bằng cách ấn Change ở phần Full Path. Và phần này có hai chế độ là chỉnh sửa file mới sau và chỉnh sửa file mới lập tức. Ở đây ta chọn Edit the New Document Now để xem sự thay đổi của chúng. Và ấn OK để nó tự động chuyển sang file mới ngay lập tức. Cuối cùng là tạo liên kết trong Word đến địa chỉ email. Ta sẽ bôi đen và chọn hyperlink, sau đó chọn email address. Thì ta nhập email mà ta muốn gửi ở một email address. Như các bạn thấy, nó đã tự động hiển thị thêm mail to để gửi email. Và tiếp đến ta sẽ nhập subject rồi nhấn OK. Và khi ta ấn vào nó sẽ dẫn đến ứng dụng gửi mail. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.